Chào các bạn quay lại với mình. Bây giờ tôi với các bạn cùng đi khám phá khu nuôi thú nha. Tôi có một cái video ở tập về nhà ngoại đầu tiên rồi ấy, nhưng mà nó chưa đầy đủ. Hôm nay tôi quay lại tôi quay cái ống ở đây là để nhốt cái loại thú rừng đấy nha. À, là các bạn cùng đi với tôi nha. Đi ở đây nha. Bây giờ đang có một anh khách anh mua hả? Cái gì đang anh cũng không không được nhiều lắm, bởi vì có đang có 6-70 nái này, nhưng mà nó đẻ ra là còn hao hụt nữa. Số con này không phải con mẹ làm được, cũng được 10 cả 10. Một số con có thể nuôi, không bằng mở mắt ăn rồi nó vẫn bị chết. Đấy, một số nó vẫn vẫn bị chết. Từ bây giờ đang có khách, các bạn đợi đôi tí nhá. Đấy, nhìn thấy nhiều gà chưa? Giờ nhiều gà chỉ có thịt mang nướng úp nồi, còn tí nữa tôi quay thì chỉ có để ông anh tôi nói thôi, tôi không nói nha. Mà lên vũ lễ đấy, nhà em cho vũ lễ à. Đây nó lên xem con máy. Đây là cái trại dúi của ông anh tôi. Đây còn những cái ô này. Nhà mình đầu tiên mua nhiều nhỉ, chuyên nhiều nhỉ em ấy. Ừ. Mua đi dúi gì á? Ừ. Chưa chưa chưa. Ừ, cái này tách ra có con to, có phải tách ra lồ, có 5 lạng. Nhưng cái này nó vẫn ở như vậy. Ừ, giá ở với nhau, to khoảng 7-8 lạng và 1 cân thì mình bắt đầu mình mới lại tách ra. Cái tầm này này, nhưng mà đang ghép đôi rồi. Đây này đang ghép đôi. Nhưng mà ghép đến tầm tầm nào thì được không? Nói chung là... Nói chung là mình nếu mà chưa có kinh nghiệm ấy thì số lượng được ít ý, thì có thể là mình ghép trong vòng 1 tuần đến 10 ngày, và thả ra nếu được nhiều thì có thể ghép đến 1 tháng cũng được. Ở nhau chung nhau 1 tháng, bây giờ vú của nó căng lên thì mình thấy căng lên mình ấy. Thấy mấy đôi đang ghép đôi này, bây giờ thì bắt lên thẳng này. Bắt thì cái hàng thuần hay hàng bình thì không thứ ấy, nhưng mà tức là đừng có để nó giật mình. Thuần hay không thuần đừng nó để nó giật mình. Đấy, nó giật mình là nó vẫn chơi mình bình thường ấy. Nó giật mình là nó vẫn cứ nếm mình này. Đấy. Này kể cả thuần bằng người nhưng mà đừng có để nó giật mình. Nếu thì nó chỉ quay lại nó nhằng cái nó không cắn đau như cái thằng dưới rừng, có thể dưới rừng nó cắn nó lại còn không nhả ra. Cái đàn này là 4 con này là cùng một đàn là được bao nhiêu lâu ạ? Ờ này là 2 đàn, 3 đàn, có đàn để chỉ 1 con này. À. Đấy còn to là đàn khác. Con này con mẹ này. Ừ, con này con mẹ đang ghép đôi. Con này có cả vú ở trên chân trước. Ừ, có chứ, con nào có vú chân trước chân sau chứ, có con 10 vú và có con 12 vú. Cái dúi này thì nó hay bị mắc cái bệnh gì không anh? Dúi cái bệnh thường gặp nhất là cái bệnh đau mắt, như con này này, nó hay bị đau mắt. Còn cái bệnh thứ hai là bệnh bên ngoài, nói chung là cầu trùng nó cũng bị. Con này đau mắt này. Đây con này đau mắt này. Đau mắt này. Đấy nó mắt nó có gì này. Đầu nó ướt này. Nó ướt mắt này. Thấy không? Nó lại quá. Đây mắt nó có gì ướt thì mình lấy cái thường thường ở trong trại mình đang dùng lại này. Muối 0.9 này. Cái con như con này là bình thường anh mắt khô. Đấy, bình thường mắt bình thường nó khô rom này. Nhưng đau mắt thì nó lại đấy nó ướt ra. Đôi này ghép được mấy ngày? Mấy con là trong chuồng này toàn có được đấy. À có cả được cả cái. Đấy cũng có mấy ô đẻ đấy. Đây bán tầm này, nhưng mà bầy này này thì đấy thằng em dưới kia nó rộng mấy thì nhưng mà bán tầm này. Nó tách mẹ rồi. Tôi quay cho các bạn xem một vài con nhá. Đây là đàn dúi con. Đây này. Đó, cái này là đàn dúi con.
đàn rú con mà nó đã được tầm khoảng 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi. Đấy. Đây là đàn rú con. Đó, 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi. Còn đây là hàng rú giống. Nên chúng ta đang ghép đôi đây. Đó. Ta đang ghép đôi nhé. Đó. Đang ghép đôi. Hiện tại thì ở chuồng này có tầm khoảng là 20-30 đôi dúi giống và hàng trăm con dúi con. Để chỗ nào cũng có dúi hết rồi ạ. Hôm nay thì có hai vị khách đến mua. Thì ông anh tôi đang nói chuyện với khách, tôi thì hạn chế. Anh cho chủ yếu là ăn xe này, đi ăn mía đi ngô. Mía thì kia cho đánh tẻ xe là già nên đừng có cho ăn cho non. Mía thì mỗi con thì tầm này thôi. Giờ ông ấy cho ăn thức ăn. Ngày một con nếu mà có điều kiện thì ngày cho hai cốc bằng này. Xem lượng ăn nó tùy thuộc vào con đuối. Ăn nó đi phân tốt thì ta sinh được. Đôi lại tăng hết đôi. Bao giờ một con từ 2-3 tháng tuổi đến lúc để nó sinh sản khoảng mấy tháng anh nhỉ? Có 6 đến tầm 6 tháng là bắt đầu là tháng tháng nó sẽ phối được tầm tầm đấy. À, nước dương nó tự cào chuồng. Có con nhiều nó tự cào chuồng và nó ăn giảm mà cũng tự cào chuồng. Nói chung là nó bới linh tinh. Con ấy nó cũng bới rồi thì nó có biểu hiện xung quanh chuồng. Không có thì mình ghép. Mình nếu mà không thấy đấy con được chưa hả? Đấy con được. Không có thời gian theo dõi thì mình ghép đôi thử. Và thì nó kêu vào nó kêu hay lắm. Cứ khục. Xong nó chịu thì mình cứ thả đấy. Nhưng mà nhất định là phải tách một con một ra thì lúc ghép nó tỷ lệ nó sẽ thành công hơn. Vâng. Sao thế từ lúc ghép con được khoảng bao nhiêu ngày cho ở với nhau ấy? Thì nếu mà có dư được thì cứ để vào một tháng được. Trong vòng một tháng. Bao giờ vú nó cần đấy. Đẻ thường sắp đẻ là không nên xách đuôi thế này nhưng mà đấy vũ căng là đỏ này đấy căng đỏ nên còn đấy con được đấy, con nó đấy nó hơi hung một tí được phần nhưng mà nó hơi hung nhiều con nó không phải nó phù phù mà nó nói chung là nó không thoải lắm, nó không thân thiện lắm, nó không cao đâu. Ô anh ấy này nó có cảm thấy sắp được không? Sắp đấy thoải mái. Sắt này thì thoải mái làm như này thì nó tự đùn phân ra, mình chỉ động dưới thôi. Đây là lồng nuôi mới. Lồng nuôi mới. À. Phương pháp chăn mới các bạn ạ. Giá thì nó chưa đùn ra thôi. Giá thì nó quen nó phát đùn ra. Nếu ôi chưa quen thì nó chưa đùn, nó quen thời gian nó phát đùn ra. Đấy, ôi đấy vừa thả lên được có mấy ngày. Cái nó cứ đùn ra như này sạch lắm thì làm như này thì không một sạch nổ một nổ thoải mái. Đây anh cây này như này chả hay nhỉ, làm đúng lắm cái đùn này nhỉ. Đấy làm như này thì làm như này nhưng mà hơi lỗi chỉ là xảy ra bên này nó hơi rộng nhưng mà con cũng cần cái này chỉ trong một phân thôi. Thế sợ nó cắn lắm không cắn được cho rộng này nhưng mà sao nó để con thì nó sợ con nó bò nó bò nó lọt xuống. À đúng rồi, sợ con lọt thôi nhỉ. Bé một tí này đẹp nhỉ. Đấy tầm một phân đấy. Đấy bằng ngón tay giữa này là vừa, thế này to quá. Đấy đấy này, ngón cái này như thế này thì nó sạch sẽ về cái mùa nồm một kia là thoải mái không bờ lo. Mà từ đầu phân trở qua là mình không ấy có điều kiện đầu tư đem tiếp chính như kiểu là cái mạng hứng ở đây này cái kia nó hao rác đấy đấy kiểu cái mạng cứ để mà hứng ở đấy là nó đừng đúng rồi cho cao cao tí thì nó đùn ra đây đầy thì mình đổ vào bao cứ trung bình một tháng anh xuất được khoảng 10 đôi ấy nhỉ, cũng tầm đấy. Thì cũng không đếm luôn, nói chung là cứ thế là anh em này đếm cũng không đếm đến hàng. Nhưng thường thường là sẽ thường hết hàng à? Đã, anh nghe toàn bán giống như ít khi chắc bán thương phẩm lắm nhỉ? Bán thương phẩm thì những con nào... Thương phẩm biết là loại thải thôi nhỉ? Loại thải ra thôi nhỉ? Loại thải hoặc là dưới rừng dân nó đi đào được về thì mình mua hộ họ ấy. Cái dưới rừng anh mua khoảng 3 tiền một cân hay bán con? Dưới này, dưới này 1 cân, 350 một cân. Đắt lắm giờ, nói chung là... Còn mông thì đào là chính rồi, mà bây giờ nó biết giá rồi. Cái loại ý như rồi. tầm này là khoảng bao nhiêu tháng này? Tầm này nó khoảng trên 50 ngày đến 60 ngày. À nếu em bắt ra bắt cái loại này đi ạ? Mình bắt ra này. Hai con bé. Nói chung là trên 50 ngày đến 60 ngày. Con kia bé thì nó khác đàn là sao bé tí nhỉ? Con đấy là con nó đẻ 4. Đẻ 4 là con nó không đủ sữa. Thế lại mang đi gọi là mang đi con cái khác con nuôi cho nuôi sống. Thế như tầm này là nuôi khoảng 3 4 tháng nữa thì bắt đầu là đẻ được nhỉ?
4 tháng nữa bắt đầu cho phôi giống. Đây có một cái à? Một cái. Chung tầm này bán tầm này thì nó cũng hơi hơi non một tí. Hơi non rồi. Thì nếu mà nuôi sợ chết rồi. Không, chết non thì chết thì không sợ. Tầm này nó ra thoải mái, nó ăn khỏe rồi. Nhưng mà đa số tầm có to tầm này thì ra. Đa số là hết hàng. Đây rối này đây, những con cái. Rối đây cứ ra rồi người ta bắt quen đấy. Mình bán nó hàng có uy tín rồi thì quen nó cứ thế đặt với nhà thằng nó giam cho nó bắt rồi cho nó. Con đỏ nhỡ nó một lứa để bắt là để nó thấy con. Không ấy được, nó lấy non thôi thì không có xuống nhiều. Ở trong kia đang có hai khách, thế nên là tôi phải đứng ngoài này để nói chuyện với các bạn, thì để cho anh ấy bán đi. Thế nên là ở đây thì tôi sẽ cho các bạn xem cái khu nuôi thú như thế nào thôi, còn việc mua bán thì để cho anh tự thương lượng. Bây giờ tôi cho các bạn xem những cái con rúi giống, con mà đã vừa mới đẻ ra hoặc là rúi đã trưởng thành. Đấy. Giờ các bạn cùng tôi đi xem cái con rúi như thế nào nha. Tôi có một cái video ở đầu tiên rồi nhưng mà đoạn đấy là chưa chi tiết lắm, lúc là tôi mới đang làm. Đây. Hiện tại đây là một con rúi nái, nó đang cho con quấn nổ.